ngày 29 tháng 9 âm lịch là ngày giỗ của bà tôi. Người kể chuyện Vương Khánh Hưng. Hello, chào. Đây là Chợ Lớn. Chợ Lớn hôm nay là thứ năm, 31 tây tháng 10 năm 2024. Như vậy ở Mỹ hôm nay sẽ là Halloween. Âm lịch là 29 tháng 9 thiếu năm Giáp Thìn. Hôm nay tôi có đánh dấu ngày làm giỗ, cúng giỗ cho bà tôi. Bà, tôi sẽ dùng cái điện thoại của mình để ghi hình kể chuyện. Chuẩn bị trái cây. Dạ, ông đem chỗ khác đi, bạn tôi lên tôi làm đó. Bây giờ tôi sẽ đem cái máy chỗ khác đi cho tôi làm. Giờ cái gì? Đang soạn trái cây đem cúng. Đem đi, bưng cái này lên trển đi. Bưng cái nào? Cái dĩa đó, để bàn thờ. Ngày thôi hả? Đem cái này để lên bàn thờ. bàn thờ ở trên lầu, bàn thờ phụ mẫu. Đây, tôi lấy cái ghế. Dọn dĩa trái cây để lên bàn thờ. Đây là cái hộp thơ âm dương. Những cái điều mình viết trên giấy muốn gửi về cõi âm thì đốt và bỏ vào đây. Bàn thờ phụ mẫu. Đây là con gà, gà trống. Luộc với cái mè, thêm cái ức gà. Và như vậy thì sẽ nấu cơm gà.
Lúc này đang nấu nước sôi. Bài trái cây lên bàn cúng. Ôi, ông đạp xe ông đi mua dùm cái đi. Đây là ông đừng có bóp bóp của trọng á, nó rớt. Trái mãng cầu. Mãng cầu mà người ta hái luôn cả lá. Bây giờ thì tôi sẽ chuẩn bị đi mua thịt heo quay. Mua thịt heo quay về. Hello. Đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi trưa. Lúc này tôi đang dọn bàn cúng. Hôm nay cúng giỗ ba tôi. Đang dọn bàn cúng. Có gà, trái cây, bánh cơm, gạo muối, đốt để cày. Đốt nhang.
tôi viết thơ gửi cho bà tôi. Đây là dài dòng chữ viết gửi cho ba tôi ở thế giới bên kia. Đúng rồi cũng phải đúng, còn mấy cây nhang thì cũng có thêm có 2 cây nè, cũng lấy nè. Đốt đi rồi cũng muốn cắm chứ. Đây, mỗi đứa 1 cây thôi. Trời ơi, quay phim. Nè, 2 cây. Tắt đi chứ không thì con đốt đâu á. Rồi, lên đi. Dừng lại cái nha. Rồi, cắm lên đi. Đốt 1 con mới cắm chứ. Thì đốt đi, đó, lửa cây nhang đó, đó, đốt đi. Chờ quay tiếp nữa. Đừng có thổi, đừng có quay, lấy tay quạt lên thôi. Rồi xá xá một cái xong. Ok. Bây giờ là gửi thơ về cõi âm, lấy cái hộp thơ. Đây là lá thư gửi về cõi âm. Thư đã gửi xong.
muối gạo. Hôm nay âm lịch là 29 tháng 9 Thiếu, năm Giáp Thìn. Hôm nay là ngày tôi làm giỗ ba tôi. Ba tôi là họ Vương, chữ lót là Triều, Vương Triều Khâm. Còn tôi thì họ Vương, chữ lót là chữ Khải. Triều rồi tới Khải. Và là ông đặt tôi là Vương Khải Dần. Dần có nghĩa là tôi sinh ra giờ dần. Dần là còn. Cứ mỗi năm giờ này thì tôi lại làm dỗ ông. Dỗ ông có năm thì làm ở Mỹ, có năm thì làm ở Việt Nam. Bây giờ tôi ra ngoài hông nhà hái một trái khế. Trái khế trồng ở nhà để vào cúng ông, tỏ cái lòng nhớ nhau. Đây là cây nhà lá dừa. Buổi cắm, buổi cúng tuy đơn sơ nhưng đầy thâm tình cố nhục. Cứ mỗi năm ngày này thì tôi lại làm dỗ ba mình. Tôi dùng cái điện thoại của mình
ghi lại hình ảnh để làm thành một câu chuyện. Một câu chuyện cho thấy cuộc sống của một đời người. Bây giờ thì tôi sẽ dọn mọi thứ xuống nhà bếp và kết thúc câu chuyện kể. Chào.